hết mồi. Lấy gái làm mồi, đời ta sướng nhất, đế vương nào bằng. Đưa cho em. Hết mồi, lấy ông Tuấn làm mồi, đời ta sướng nhất, hậu dương nào bằng. Cái gì mà hậu dương? Ghé đi kỳ kỳ sao á? Em thấy được. Đi làm chứ. À, mà con đói bụng quá. Má xuống bếp, má nấu cái gì cho con ăn được không? Ừ, chờ má chút nghe. Dạ. Dì Hà, dậy đi. Má dậy rồi, trời sáng rồi, dậy đi. Dậy đi em, dậy. Tuấn ơi, à, con nè. Ừ, má tính hỏi con là ăn cơm hay ăn cháo để má nấu. Cơm hay cháo gì cũng được hết má. Má vô đổ đại đi, con ăn con đi làm nữa. Đi má. Bữa nay má thấy con kỳ sao Tuấn? Ủa, có gì đâu kỳ má. Gì phải không? Tránh con ra đâu có giấu má gì con. Đâu. Có gì tránh đâu má. Ra má con. Má, con đâu giấu gì đâu. Con nói má rồi, con đâu giấu gì đâu. Má đi nấu lẹ đi, con đói bụng quá. Con còn ăn con đi làm nữa. Má nấu lẹ đi, con đói bụng quá. Chạy ra đi. Má đi chưa? Đi rồi. Sao má chưa nấu cơm cho con ăn nữa? Má nấu xong rồi lên kêu bay ăn nè. Mà bay nhìn ai vậy? Đâu, con đâu có nhìn ai đâu. Thôi vô bếp ăn đi má, con đã bụng quá. Nha, nha.